Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Dòng chảy cuộc đời. 8 nguyên tắc vàng người thông minh nhất định phải biết. Người xưa đều tuân thủ nguyên tắc làm người rất khắt khe. Tuy nhiên đối với người hiện đại ngày nay mà nói, không ít người cho rằng chuẩn tắc đạo đức của người xưa là cổ hủ, lạc hậu. Nhưng kỳ thực, đây mới là tiêu chuẩn chân chính của làm người. Sau đây là 8 nguyên tắc mà chúng ta có thể vận dụng. 1. Biết người gian trá, không nên tức giận chỉ trích. Khi phát hiện người khác gian trá thì bạn không nên lập tức giận dữ chỉ trích, tố cáo họ. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều khi gặp phải người gian trá là chuyện thông thường. Nếu như chúng ta liền tức giận, lập tức chỉ trích họ, tố cáo hành vi gian trá đó của họ, thì sớm muộn gì những người đó cũng sẽ dùng các phương thức gian trá đó lên thân chúng ta. Khi gặp trường hợp này, chúng ta nên dùng lời nói uyển chuyển, nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên can họ. Rất nhiều người cứ trực tiếp vạch trần sự gian trá của người khác, làm như vậy không những sẽ không có tác dụng mà còn có thể rước nhiều phiền toái không đáng có về bản thân mình. 2. Bị người xúc phạm không thể hiện ra cảm xúc. Bị người khác xúc phạm cũng không nên nhất thiết phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người khác sỉ nhục mình, cho dù là xuất phát từ mục đích gì, tâm thái gì, chúng ta phải ghi nhớ một điều rằng không cần biểu hiện ra, bởi vì một khi chúng ta thể hiện ra phản ứng sẽ dễ dàng khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, đồng thời còn quan hệ đến vấn đề tu dưỡng của bản thân mình. Một người có tu dưỡng, có nhân cách cao thượng thì luôn có một tâm thái bình tĩnh và an hòa. 3. Thấy sai lầm của người, không nên bêu ra. Ý là khi thấy được sai lầm của người khác thì không nên ầm ĩ bêu ra cho ai ai đó biết. Thấy được sai lầm của người khác thì điều ta nên làm là phân tích cho họ biết đúng sai, khuyên họ sửa chữa lại những sai sót của mình, mà không nên đem việc này nói rộng ra cho mọi người. Làm như vậy sẽ khiến người khác thực khó chịu, đôi khi vì vậy mà sinh oán hận. Kỳ thực đứng trước mỗi việc, mỗi sự kiện đều biết suy nghĩ cho người khác, thì đó là nền tảng vững chắc để có thể xây dựng được các mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp. 4. Cầu người giúp không bằng tự mình tìm học. Xin người giúp đỡ không bằng xin học người khác những kỹ năng cho cuộc sống. Trong cuộc sống không có ai sẽ đi giúp đỡ chúng ta suốt đời được, cũng không thể cả đời đều dựa vào người khác. Cuộc sống của mình chỉ có thể dựa vào năng lượng của chính mình. Đây là đạo lý bất di bất dịch từ xưa đến nay. 5. Biết khả năng của người, trao đúng việc. Tục ngữ có nói, tri nhân thiện dụng, biết người mà để sử dụng cho tốt. Hiểu biết sở trường, khả năng của người để đặt người đó đúng vị trí, đúng công việc mới có thể làm cho họ phát huy hết năng lực của công việc, từ đó thu được kết quả tốt. Đây không chỉ là một cách để nhận thức người mà còn là biểu hiện sự tín nhiệm người khác cùng năng lực quyết đoán của mình. 6. Giúp đỡ người khác không nên nhớ. Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn không cần phải ghi nhớ cái sự đã giúp đỡ của mình. Bởi vì giúp đỡ người khác kỳ thực là giúp mình đề cao phẩm chất của mình. Hành động giúp đỡ có thể giúp chúng ta bồi dưỡng thêm sự thiện lương, nhân ái trong tâm hồn. Chính vì vậy có thể nói giúp người đồng thời cũng là giúp mình, chứ không hẳn đơn thuần là vì người khác. 7. Nhận giúp đỡ của người khác phải ghi nhớ trong lòng. Ngược lại, nếu người khác giúp đỡ chúng ta thì nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng. Hơn nữa không chỉ biết cách cảm kích mà cần phải hóa thành hành động để đáp đền. Tục ngữ xưa có câu, thụ nhân điểm thủy tri ân, đường dũng truyền dĩ báo. Nghĩa là nhận ơn chỉ bằng giọt nước, đáp đền bằng cả dòng suối. Đó chính là đạo lý làm người nên có. 8. Người giỏi mưu lược nên có lòng khoan dung rộng lớn. Người giỏi mưu lược đầu tiên phải hiểu biết và giỏi xử trí các mối giao tiếp, quan hệ giữa người với người, sau đó mới định ra các kế hoạch cụ thể. Cố nhân đã đúc kết thiên địa nhân hòa bởi vì đi thực hiện sự việc là con người, đương nhiên trước khi mưu sự cần cầu nhân tài mới là hành động khôn khéo, mà người có thể làm thành đại sự
thông thường đều là những người có lòng độ lượng rộng lớn. Trên thực tế, người muốn làm nên đại sự không chỉ cần có trí tuệ phi phàm mà còn cần phải có phẩm chất ưu tú. Nói thì nghe rất dễ dàng nhưng thực hiện lại không dễ chút nào. Tuy nhiên năng lực mỗi người là có hạn, đôi khi là một người có năng lực bình thường cũng không tệ, dù sao không phải ai ai cũng có thể trở thành một nhân vật vĩ đại. Người xưa có câu, ngọc không mài, sao thành ngọc? Trăm năm trong đá vốn ngủ vùi, gặp khó khăn trắc trở lại khiến cho sinh mệnh đạo sóng hoang ca. Đời tựa dòng nước, không gặp hòn đá, đá ngầm thì khó tạo nên sóng đẹp. Trong kiếp nhân sinh, niềm vui và nỗi buồn, lời ca và nước mắt luôn đi đôi với nhau, mấy ai có thể an nhàn thảnh thơi mà không gặp trắc trở. Gặp phải những khó khăn, chịu đựng điều bất hạnh dường như là điều không ai tránh được. Có lẽ bạn tài hoa hơn người nhưng lại bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại. Cũng có lẽ bạn anh dũng hiên ngang, khí chất bất phàm lại khiến cho kẻ phàm phu quyền quý khó lòng chấp nhận. Cũng có lẽ không là gì cả mà chỉ là sự đùa giỡn không báo trước của ông trời dành cho bạn. Khi đối diện với những khó khăn, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là mặc kệ gió thổi sóng đập, vẫn ung dung nhàn nhã bước đi, dũng cảm thách thức số phận, thưởng thức hương vị độc đáo cuộc đời qua bao nhiêu sóng gió mưa tuyết. Chính do trắc trở và nghịch cảnh từng khiến cho bao người mãi lưu danh thiên cổ. Có thể nói trắc trở chính là đá mài dao, có thể mài giữa ý chí của chúng ta trở nên sắc bén, khiến cuộc đời bình thường của chúng ta trở nên phong phú, mang lại sự muôn màu, muôn vẻ cho cuộc sống này. Sở dĩ bi kịch trên sân khấu cuộc đời có giá trị hơn hài kịch là vì ở đó chỉ có những vai diễn mà không ai muốn nhận, nhưng chỉ cần kiên trì giữ lấy thì sẽ được thành công. Mọi sự trải nghiệm trong cuộc sống này đều đáng để chúng ta trân trọng. Sống quá mệt mỏi là bởi vì chúng ta đổ mồ hôi tranh đấu, truy cầu. Tình yêu quá cay đắng bởi vì chúng ta yêu một cách cuồng nhiệt, mê đắm không buông. Cứ mãi thất vọng hay hoài nghi không chỉ đánh mất đi cuộc sống mà còn đánh mất đi chính mình. Thảm kịch thực sự của cuộc đời là nhất thời thất vọng mà trở nên suy sụp chán trường. Đá đè măng vẫn mọc, nơi hoang sơ hiểm trở, hoa vẫn nở. Không riêng gì cuộc sống tự nhiên như thế, mà toàn bộ vũ trụ này cũng được sinh ra dưới nhiệt độ cao và áp suất cao. Do vậy, nếu là những con chim nhạn đang đi tìm mùa xuân, thì không nên bay vào mùa đông khắc nghiệt. Nếu là hoa hồng đang trực chờ nở rộ, thì nên quý trọng sự ấm áp của khí trời. Cuộc sống giống như sóng gợn trên biển, có lúc dâng trào, có khi hạ thấp, 3 phần phụ thuộc vào may mắn, 7 phần phụ thuộc vào nỗ lực, cố gắng mới giành được chiến thắng. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng? Không ai có thể thành công một cách tình cờ, vậy nên chúng ta hãy xem trắc trở là một loại tài sản trong hành trình của cuộc đời. Hãy dùng tiếng hát để quên đi tất cả mọi nỗi đau, nắm lấy từng phút giây của cuộc sống, nỗ lực hết mình vì ước mơ trong lòng của chúng ta. Từ bây giờ, hãy làm cho cuộc sống trở nên khác thường. Những khi gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống, bạn hãy nhớ đến 7 câu nói này. Thứ nhất, đôi khi bạn chỉ cần nói chuyện với một đứa trẻ 4 tuổi và một ông lão 84 tuổi để làm sáng tỏ lại cuộc sống này. Suy nghĩ của một đứa trẻ, một ông già và của chính bản thân chúng ta về một vấn đề gì đó đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Khi gặp bế tắc và đang phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống, hãy thử tâm sự hoặc hỏi ý kiến của một đứa trẻ, một người lớn tuổi mà bạn quen biết, xem họ đang suy nghĩ như thế nào. Một câu trả lời từ góc nhìn khác sẽ khiến bạn bất ngờ và khó có thể gỡ bỏ được những nút thắt trong lòng mình. Cuộc sống phức tạp cũng nhờ đó mà trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Thứ hai, luôn nhớ rằng khó khăn hiện tại ta gặp phải không phải là đích đến cuối cùng mà chúng ta luôn hướng đến. Chuyện tốt đẹp có thể vẫn chưa đến lúc xảy ra. Đừng bị đánh bại gục ngã bởi những khó khăn hiện tại mà quên đi mục đích cuối cùng của mình là gì. Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chúng ta không ai biết được. Hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào bước đường đi trên con đường mình đã lựa chọn.
những gì ta đã nhọc sức bỏ ra rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thứ ba, khi cuộc đời đối xử tử tế với bạn, hãy biết ơn và ăn mừng vì điều đó. Ngược lại, khi cuộc đời đối xử bất công với bạn, hãy vẫn biết ơn vì nhờ đó mà bạn sẽ được trưởng thành. Mọi chuyện xui xẻo xảy ra chưa chắc sẽ gây sự ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Hãy dùng thái độ tích cực nhất mà bạn có thể để đương đầu với mọi sóng gió, khó khăn trong cuộc sống thì chính bạn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thứ tư, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Không ai khác mà chính chúng ta là người điều khiển số phận của bản thân. Nếu cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, ta hoàn toàn có thể tìm cách thay đổi để khiến nó trở nên tốt hơn. Quan trọng là mỗi người chúng ta cần phải thật bản lĩnh và dũng cảm. Thứ năm, dù đang cảm thấy khó khăn thì cũng đừng quên mỉm cười. Có ai mà chưa từng gặp qua hay đối diện với những khó khăn trong đời? Quan trọng là trải qua những khó khăn đó, ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn trước như thế nào. Dùng nụ cười và sự lạc quan của bản thân để đối diện với những áp lực trong cuộc sống, thì dù sóng có to, gió có lớn đến mức nào cũng sẽ bị đánh tan. Thứ sáu, một cuộc sống tuyệt vời không có nghĩa là cuộc sống đó cần phải hoàn hảo về mọi mặt. Hoàn hảo là một khái niệm khó có thể đạt được, càng mưu cầu sự hoàn hảo về mọi thứ sẽ chỉ khiến chúng ta không thể sống một cuộc đời bình yên, thanh tịnh. Đôi lúc chúng ta chỉ cần có gia đình, có những người thân yêu bên cạnh, có công việc ổn định, tiền bạc không dư giả nhưng lại đủ xài, nghĩa là ta đã có một cuộc sống tuyệt vời rồi. Thứ bảy, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ khiến tâm trạng ta trở nên tồi tệ. Khi gặp áp lực, hãy hít thở thật đều và thả cho mọi điều buồn bã trôi đi. Đôi khi việc quan trọng hóa một vấn đề không cần thiết cũng khiến ta trở nên căng thẳng và từ đó dẫn đến việc suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng càng suy nghĩ nhiều thì mọi chuyện lại càng rối rắm và không thể giải quyết được gì cả. Người ta chỉ biến chuyện lớn thành chuyện bé, chứ không ai lại tìm cách khiến một chuyện nhỏ nhặt trở thành chuyện nghiêm trọng cả. Hãy học cách buông tay những điều không vui, cuộc sống sẽ tự nhiên trở nên dễ dàng và ta sẽ thanh thản hơn. Bạn thân mến, trong cuộc sống có những người xuất phát điểm thấp hơn ta rất nhiều, cuộc sống cũng thấp kém hơn rất nhiều, nhưng đối với họ, mỗi ngày vẫn là một ngày vui. Điều quan trọng là thái độ của bạn đối với cuộc sống. Bạn khó chịu với những thứ xung quanh thì cuộc sống trả lại bạn những điều mệt nhọc. Nhưng nếu bạn vui vẻ đón nhận tất cả những thăng trầm của cuộc sống này một cách thoải mái, bạn cũng sẽ cảm thấy hóa ra cuộc đời này thật đẹp và thật đáng sống. Hãy luôn chủ động tạo ra hạnh phúc cho mình, bạn nhé!